Đấy, anh em thấy không? Ok, xin chào tất cả các bạn, mình là Thủy Văn TV. Gần đây thì có khá là nhiều anh em đặt hàng cái bộ bơm nhu động này, bơm hóa chất các bạn, bơm định lượng các thứ đây. Đấy là cái tên gọi chung của nó. Và hôm nay thì mình sẽ tiến hành nâng cấp lên một cái phiên bản tốt hơn, sử dụng nó bền bỉ hơn cho mọi người. Đấy, đây là cái phiên bản mới của mình mà mình đã thiết kế in 3D đây các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp ráp cho anh em xem nha. Cách lắp ráp cực kỳ đơn giản luôn. Ở phiên bản trước thì nó sẽ hơi khó sửa chữa một chút, tại vì là mình cố định bằng keo, nên là khi mà sửa chữa thì nó hơi khó. Nên là hôm nay thì mình sẽ không có sử dụng keo nha. Đó, mình sẽ sử dụng ốc đây các bạn. Đó, ở đây thì mình đã cố định sẵn ốc rồi. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp motor vào anh em nha. Đấy, lắp motor vào xong thì mình sẽ tiến hành làm cái phần quay cho nó các bạn ạ. Chơi 6 con ốc cho nó chắc chắn anh em ạ. Đó các bạn, ở đây là 6 con ốc nhá. Đấy, lắp chìm với cái bề mặt của bơm của anh em nhá. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp vào. Đó các bạn, đây là cái bộ phận bên trong của bơm này. Đấy, lần trước thì mình làm bằng nhựa thôi. Lần này thì nâng cấp lên, sử dụng cái khớp nhôm anh em nhá. Đấy, khớp nhôm này thì nó sẽ bền hơn anh em nhá. Lắp vào như này. Trên này thì nó cũng có sẽ có những cái rãnh khuyết vừa mình phay bằng máy tiện anh em. Sẽ lắp vừa khít với cái ở trên luôn anh em nhé. Đó. Bây giờ thì mình chỉ việc là đi pha keo AB anh em ạ. Và cố định cái trục nhôm này vào cái phần bên dưới. Đó. Là nó sẽ rất là chắc luôn anh em nhé. Ok các bạn, và hôm nay thì mình sẽ sử dụng cái keo này nhá. Giới thiệu với anh em cái keo 302, keo AB 2 thành phần này. Nó rất là chắc anh em ạ. Giá thành thì nó cũng rất là rẻ đấy các bạn ạ, nhưng mà nó cũng cực kỳ là chắc và nó có thể chịu được nhiệt độ cao anh em nhé. Đó, và bây giờ thì mình sẽ tiến hành trộn hai thành phần lại với nhau. Đó, sau khi trộn thì nó sẽ được một cái hỗn hợp keo rất là chắc luôn anh em nhé. Đó, ở đây thì mình đã taro một cái lỗ gen nên là mình sẽ tránh cái lỗ ấy ra anh em nhé. Đấy, nói chung là mình sẽ quét cho nó một lớp mỏng mỏng thôi, không cần quá dày đâu, keo này khá là chắc. Với cả cái trục này thì mình cũng đã tiện nó rất là sát so với cái trục nhôm rồi anh em nhá. Nên là cũng không cần bôi quá nhiều, một lượng vừa đủ keo thôi anh em ạ. Thêm lớp ở đây cho nó chắc các bạn ạ. Ok các bạn, vậy là mình đã hoàn thành xong cái phần trục cho nó rồi nha các bạn. Đấy, ốc được nói chung là cố định chìm xuống cái nền này anh em nhá. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp bóng bi vào thôi. Đấy, nó sẽ được lắp vào như này các bạn nhá. Hoạt động có thể là được bền hơn so với phiên bản trước rất là nhiều anh em ạ. Đấy, trên này nó cũng có một cái trục để quét này, để còn kéo cái vòng bi cho nó ổn định hơn các bạn nhá. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp bóng bi vào thôi. Đó, thêm cho mỗi cái một cái lồng đèn anh em nha. Cho cái vòng bi nó nổi lên. Đó, và bây giờ thì mình sẽ thêm vòng bi vào cho nó các bạn nha. Vòng bi thì mình sẽ sử dụng vòng bi này. Đó, hai cái. Vòng bi này cũng là chịu được lực rất là tốt anh em nha. Đó, và lại thêm lông đèn. Rất là loằng ngoằng anh em ạ, rất là nhiều cái công đoạn các bạn. Đó. Đấy, nói chung là không biết bao giờ nó mới hỏng anh em. Đó, lại cố định ốc lên trên nữa. Đó các bạn, sau khi vặn rất là chặt rồi,
thì vòng bi ở đây nó sẽ vẫn phải là rất là trơn các bạn nhá. Đấy, nó rất là mượt nhá. Đấy, thì quay thì nó dây nó không bị không bị xít anh em ạ. Dây nó không bị nát. Đấy, khi mà quay thì nó sẽ ép cái cây dây này các bạn nhá. Đấy, nó ép xuống này. Ok các bạn, ở đây thì mình vừa khoan cho thêm một cái lỗ ở trục anh em nhá. Đấy, đó, trên này thì nó có cái lỗ gen này, xuyên qua dùng một con ốc M4, ốc 4 ly anh em nhá. Đấy, bằng inox xuyên qua như này. Thì nói chung là nó bao chắc rồi anh em ạ. Đấy. Trục này nó cũng bằng inox sao các bạn, siêu cứng luôn. Mình phải khoan mãi mới được rồi các bạn ạ. Đó, và bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp lại thôi các bạn nhá. Đó các bạn, rất là chắc chắn. Đó, nhỏ thêm vài giọt keo nữa vào thì không biết tháo kiểu gì mới ra anh em ạ. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành quay cái trục này nó lại cái vị trí chính giữa để mình lắp trục cố định ốc cho nó dễ các bạn nhé. Đó, và bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp cái này lại thôi các bạn nhé. Một con inox M4. Đó các bạn, một con ốc xiên ngang qua cái trục nha anh em. Dùng như này thì không biết bao giờ nó mới hỏng đây. Cái trục này thì nó có cái độ dơ nha anh em. Đấy, không thích dơ nữa thì quất thêm ít keo 52 vào nữa thì thôi rồi, cứng đơ luôn. Có lẽ tí nữa thì mình phải nhỏ thêm một ít keo vào anh em ạ. Tại vì đây là cái bơm định lượng các bạn ạ. Nó cần cái độ chính xác rất là cao. Mà nó dơ dơ như thế này các bạn, mặc dù chỉ một chút thôi. Đó. Nhưng mà nó sẽ làm giảm đi cái độ chính xác. Nên là mình sẽ tí nữa mình sẽ quất cho nó thêm một ít keo vào. Cho nó hết dơ luôn anh em nhé. Cho nó hết lắc trục luôn các bạn nhé. Đó. Nó hơi lắc các một xíu anh em ạ. Nó lắc tầm khoảng 1.8 ly. Đó, hết dơ luôn anh em nhé. Này tháo hơi vất anh em ạ. Lúc tháo ra vất nhưng mà kiểu dùng kiểu này thì không biết bao giờ nó mới hỏng. Nên là cũng chả cần phải tháo ra đâu các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp dây lại nhé. Đấy, lắp dây cái này thì nó chắc là nó hỏng dây thôi các bạn ạ. Dây nó dùng nhiều nó sẽ bị mài mòn và nó sẽ hỏng dây thôi. Bây giờ thì mình sẽ lắp dây nhá. Cách lắp dây của cái phiên bản này thì nó cũng không hề phức tạp anh em ạ. Phiên bản trước thì lắp rất là khó nhưng mà phiên bản này thì mọi người nhìn này. Đấy. Nói chung là nó sẽ lợi dụng cái lực của motor luôn. Đấy, dí cái dây, ép cái dây xuống. Vậy là đã xong rồi các bạn nhá. Đấy, đã lắp dây xong rồi. Rất là dễ dàng thôi các bạn ạ. Đấy, bây giờ thì mình sẽ lắp cái trục này lên. Rồi, cố định ốc là xong các bạn nhé. Rất là đơn giản, cố định ốc lên anh em nhé. Siết chặt lại. Đó, trước thì mình còn nhỏ keo ở 4 con ốc này cho nó khỏi tháo ra. Đấy, nhưng mà bây giờ không cần nha anh em, khỏi. Đấy, mọi người nghĩ đến đây là xong rồi không? Còn cái này nha các bạn, cái này chính là cái ép để cho cái dây này nó không bị trượt nha anh em. Đấy, mình đánh dấu là cái mặt lõm là mặt ngoài nha. Đấy, ép vào đây. Nó sẽ giữ dây luôn nha mọi người. Đấy, 1, 2, 3, 4 con ốc. 4 con ốc vít để cố định dây. 1 con, 2 con, 3 con ốc, 4 con ốc anh em nha. Đấy. Châu bò cho anh em ơi. Bây giờ thì mình sẽ khóa lại nha. Ốc này đặc biệt là nó sẽ chìm luôn xuống các bạn nhá. Để tí nữa mình lắp cái mặt kính lên. Đó. Chìm luôn dưới. Rất là chắc luôn anh em nhá. Ok các bạn, bây giờ thì mình sẽ tiến hành test thử nha. Đó. Nó sẽ hút chiều này nha các bạn. Và nó sẽ thổi ra chiều này. Đấy. Con này không cần mồi các bạn ạ. Thế là nó hít ra rồi. Nó sẽ đẩy hết không khí ở trong ống ra luôn các bạn nhé. Đấy, và khi mà nó đẩy hết cái không khí ở bên trong ra rồi thì nó rất là chuẩn các bạn.
Đây là mình đang để ở mức 12V và nó ăn tầm khoảng 0,5A. Đấy. Cực rất là mạnh luôn các bạn nhé. Đó. Hết nước luôn các bạn ạ. Cái này nó bơm là cái độ chính xác các bạn nhá, và nó không có bị không có bị ăn mòn bởi hóa chất các bạn nhá, tại vì cái ống silicon này nó không có bị ăn mòn bởi hóa chất. Đấy, nó không có sử dụng cánh quạt hay cái gì đó hay cái gì chi tiết kim loại để nó còn tăng áp lực vào nước các bạn nhá. Đấy, nó sẽ ép cái dây silicon này cho không khí nó đi ra các bạn nhá. Đấy. Cái lực của nó khá là mạnh các bạn ạ. Do là cái motor giảm tốc của mình rất là khỏe anh em nhé. Nên là nó đẩy nước rất là mạnh. Đấy. Như thế này là mọi người nhìn thấy nó yếu. Nhưng mà thực ra là nếu mà mọi người lắp vào một cái đầu ống thu lại. Đầu ống nhỏ các bạn ạ. Thì cái tia nước của nó rất là mạnh các bạn. Đấy. Và đây là mình chỉ để ở mức 12V thôi. Bây giờ thì mình sẽ lên 24V cho anh em xem nhé. 24V. Đó. Mình bỏ ra phát là nó hít cả không khí luôn đây anh em. Nó hít cả không khí luôn nha. Nhắc lên phát là hít cả không khí luôn. Đây, để cho nó chạy một lúc cho nó đẩy hết không khí ra ngoài anh em nhé. À đây vẫn là 12V các bạn ạ. Để mình lên lại 24V này, 24V này, nhìn tơ. Đấy. 24V nó chạy rất là điên cuồng các bạn nhé. Đấy, anh em thấy không? Đây. Các bạn nhìn cái áp lực của nó. Ăn 14W 0,6A. Đấy. Hết nước qua là nó hít cả không khí vào luôn anh em nhá. Thành một cái máy sục không khí luôn này. Đấy, lên 24V thì motor nó hơi ở ấm một chút các bạn ạ. Đó. Nói chung là mọi người chạy ở mức 12V thì nó sẽ bền hơn. Đó. Chạy ở mức 12V nó sẽ bền hơn anh em nha. Lên 24V vẫn được. Đó các bạn nhá. Nói chung là con này nó chỉ chạy như vậy thôi các bạn ạ. Thích nhanh hơn thì mình có thể tăng cái tốc độ lên. Đấy, nó tầm khoảng 12 cho tới 24V. Nếu mà mọi người nào muốn bơm cái lưu lượng lớn hơn thì phải chế cái lớn hơn nhá. Cái này là chuyên sử dụng để bơm một cái hóa chất nhỏ nhỏ. Đấy, với mức đầu dây này là mọi người sẽ sử dụng cái đầu thu tầm khoảng xuống tầm khoảng 1-2 ly nữa anh các bạn nhá. Thì nó sẽ chuẩn xác hơn so với cái đầu to này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi lắp cho nó thêm một cái mặt kính bảo vệ và mình sẽ tiến hành giao hàng cho khách nha anh em. Bao sạch anh em nha. Ok các bạn, vậy là mình đã hoàn thành xong cái phiên bản bơm định lượng. Nhìn cực kỳ là chất lượng này các bạn nha. Đấy, anh em nào mà cần cái phiên bản này thì có thể liên hệ với số Zalo của mình trong phần mô tả video nha. Và mình sẽ kết thúc video ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bây giờ là lượm tiền thôi anh em nha. Đi gửi hàng cho khách đây. Bye bye anh em.